chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Việt Ngọc rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin nóng hổi gì. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính. 13 ca tử vong vì sốt xuất huyết, nguy cơ dịch chồng dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Trăm vườn lan đột biến, mất giá 200 lần để ngắm trời. Bộ Y tế, sốt xuất huyết có thể bùng phát trên diện rộng. Chuyển đổi hơn 1.000 hecta rừng để làm đường cao tốc Bắc Nam. 13 ca tử vong vì sốt xuất huyết, nguy cơ dịch chồng dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, chỉ trong vòng một tuần, thành phố Hồ Chí Minh có thêm 2 người nhiễm sốt xuất huyết không qua khỏi, nâng tổng số ca tử vong vì bệnh này lên 13 trường hợp. Ngày 11 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến tuần 27, địa phương đã ghi nhận gần 25.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 216% so với cùng kỳ của năm 2021. Trong đó, số ca sốt xuất huyết nặng là 373 ca, tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc sốt xuất huyết đến tuần 27 là 1,4%, tăng hơn 3,5 lần so với cùng kỳ của năm 2021. Tính riêng tuần 27, từ ngày 1 tháng 7 đến 7 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 2.800 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 307 ca, tức là 12,1% so với trung bình 4 tuần trước. Đáng chú ý là trong tuần ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại hai quận là Gò Vấp và Bình Tân. Do vậy, nâng tổng số ca tử vong do bệnh này tính từ đầu năm lên 13 trường hợp. Theo HCDC, số ca bệnh sốt xuất huyết trong tuần 27 đã tiếp tục tăng cao ở 18 trên 22 quận huyện, thành phố Thủ Đức trừ Củ Chi, Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Nhuận. Những quận huyện có số ca bệnh tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước là quận 4, quận 7 và huyện Cần Giờ. Cũng thống kê trong tuần 27, toàn thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 143 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 88 phường xã thuộc 18 trên 22 quận huyện. Thành phố Thủ Đức giảm 32 ổ dịch mới so với tuần 26. Tổng cộng có 300 ổ dịch đã được xử lý phun hóa chất trong tuần. Trước tình hình trên, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khuyến cáo người dân 7 nguyên tắc để không có lằng quăng, từ đó phòng chống được bệnh sốt xuất huyết. Thứ nhất, ngăn cản muỗi tiếp xúc nguồn nước, dùng giải pháp che đậy vật kín chứa bằng vật liệu mà muỗi không bay qua được. Thứ hai, lại sử dụng thiên địch của ấu trùng muỗi, thả các loại động vật ăn lăng quăng như cá bảy màu, cá lìa thìa, bọ nước và các dụng cụ chứa nước để tiêu diệt lăng quăng. Thứ ba, sử dụng hóa chất để diệt ấu trùng muỗi, cụ thể là cho vào các dụng cụ chứa nước những khu vực đọng nước có hóa chất như muối ăn, vôi bột, bột giặt, dầu ăn hoặc là các hóa chất chuyên dụng. Thứ tư, không để các vật có thể chứa nước bị đọng nước, lật úp vật chứa, đục lỗ, khơi thông dòng chảy, làm bằng phẳng các nơi bị đọng nước che chắn để tránh nước mưa. Thứ năm, loại bỏ vật chứa như phế liệu, thu gom rác thải không để các vật đọng nước phát sinh lằng quăng. Thứ tư, thường xuyên vệ sinh làm sạch vật chứa nước, thực hiện định kỳ mỗi 5 đến 7 ngày một lần. Thứ bảy là thay đổi hình thức chứa nước, không sử dụng các vật chứa nước có nguy cơ đọng nước làm phát sinh lằng quăng mà thay bằng sử dụng trực tiếp từ vòi nước. Nguy cơ dịch chồng dịch. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống giám sát dịch của ngành y tế thành phố cho thấy số ca mắc COVID-19 mới có xu hướng tăng nhẹ trong những tuần gần đây. Ngoài ra đã có 3 trường hợp xác định các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron qua giám sát ngẫu nhiên. Thành phố Hồ Chí Minh nhận định tuy đã được kiểm soát ổn định nhiều tháng vừa qua, tuy nhiên do các biến thể phụ mới vẫn tiếp tục xuất hiện và lan nhanh trên phạm vi toàn thế giới nên nguy cơ dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại luôn là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào, trong đó có Việt Nam. Song song đó, dịch bệnh sốt xuất huyết lưu hành tại các tỉnh phía Nam và tại thành phố Hồ Chí Minh với tiếp huyết thanh D1 như năm 2021, nhưng bắt đầu có sự gia tăng dần tiếp huyết thanh D2, tương ứng với số ca mắc mới tăng cao, số ca tăng nặng, số tử vong tăng. Thống kê tại các tỉnh khu vực phía Nam, số ca mắc đã lên đến là hơn 65.500 ca, tăng 23% so với cùng kỳ của năm 2019. Năm có dịch lớn, riêng thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận gần 25.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 216% so với cùng kỳ của năm 2021 với 13 trường hợp tử vong. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận định với tình hình trên, nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay sẽ bùng phát mạnh với số ca mắc tăng, số ca nặng tăng và số tử vong tăng nếu không quyết liệt triển khai các giải pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng ngay từ bây giờ. Trăm vườn lan đột biến, mất giá 200 lần để ngắm trời.
kính thưa quý vị, mấy năm gần đây, các loại cây đột biến bỗng nhiên trở thành kênh đầu tư làm giàu, không ít người khoe đổi đời từ đó, nhưng cũng rất nhiều người rơi xuống vực thẳm. Trò chuyện với chúng tôi, những nạn nhân của cây đột biến đã thừa nhận nỗi đau mà họ trải qua dai dẳng không biết đến bao giờ. Không chỉ thiệt hại về tiền bạc, nhiều người còn tan cửa nát nhà, ly tán người thân chỉ vì nuôi mộng làm giàu từ một kênh đầu tư ảo do một nhóm người tự thổi bùng lên để trục lợi. Mất tiền tỷ, mất cả vợ sắp cưới. Anh Nguyễn Hòa Bình, Phú Thọ xót xa đã kể về trái đắng vừa nếm trải sau khi anh vất lên nhờ lan đột biến chưa được bao lâu. Cái đau đớn nhất trong cuộc đời tôi sau vụ lan đột biến không phải là tay trắng mà là cô vợ sắp cưới cũng rời bỏ sau hơn 3 năm yêu đương mặn nồng, anh Bình chua chát kể. Mê mải theo đuổi mộng làm giàu từ lan đột biến, năm 2020, anh Bình ăn lãi một gấp đôi nhờ vào một kia là mầm mọc từ mắt ngủ trên thân lan đột biến lúa non HO. Giữa thời điểm loại cây đột biến này đang sốt rình rịch, những thói đời ăn một lại muốn ăn hai, anh Bình đầu tư tiếp hơn 500 triệu đồng, mà không thể ngờ chỉ sau đó ít lâu, vừa lan đột biến của anh không thể bán được bất kỳ cây nào. Ấy là khi thị trường bão hòa, cơn sốt người lạnh, nói đúng ra là cơ quan chức năng vào cuộc vạch trần bản chất, khiến đám cò run tay, còn người mua cũng tỉnh táo hơn, không mắc bẫy nữa. Anh Bình nói, bên cạnh vườn lan 500 triệu đồng, anh Bình còn mất hơn 4 tỷ đồng bị sập bẫy gian thương. Khi cơn sốt lan đột biến ngày càng nóng, ai cũng nói đổi đời nhờ nó. Tôi không thể ngồi im được nữa nên quyết định ôm khoảng 100 cây lan đột biến. Nào là Bạch Tuyết, Hồng Yên Thủy, rồi Hồng Minh Châu, loại nào cũng có rồi giao bán. Thời gian đầu, anh Bình nhận hàng chục cuộc điện thoại hỏi mua cây, giá được trả liên tục tăng nóng. Kinh doanh thuận lợi, anh Bình có lúc thu về hơn nửa tỷ đồng tiền lãi. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tay ngang, anh Bình nhanh chóng nhận quả đắng. Bắt đầu từ việc khách hàng tố cây Hồng Yên Thủy mua của anh với cái giá hơn 400 triệu đồng. Ra hoa không đúng, bộ anh Bình phải đền tiền. Liên tiếp sau đó, cây thì ra nụ sai, cây thì thân lá sai. Khách ảo ạt đòi trả cây lấy lại tiền. Lúc bấy giờ anh Bình mới nhận ra là mình đã bị lừa. Tìm mọi cách liên lạc với nhóm bán cây cho mình trước đó nhưng không được. Anh Bình đã buộc phải bỏ toàn bộ vốn liếng lãi lời ra để đền cho khách. Cạn tiền vẫn phải chăm để ngắm trời. Qua giới thiệu của anh Nguyễn Hòa Bình, chúng tôi đã tìm gặp anh Lê Văn Lời ở Vĩnh Phúc vào một buổi chiều giữa tháng 5 năm 2022. Mặc dù có phần miễn cưỡng, nhưng anh Lời vẫn chấp nhận dẫn chúng tôi đi tham quan vườn lan, từng có lúc trị giá hàng chục tỷ đồng. Vốn là một công chức nhà nước, thu nhập ổn định, ban đầu anh Lời chỉ coi lan đột biến như một thú chơi tào nhã. Nhưng khi vùng quê anh được người buôn lan, nhà nhà buôn lan, anh quyết định nghỉ việc để thực hiện giấc mộng làm giàu từ lan. Quyết định đầu tư vào lan đột biến là tôi bất chấp đánh đổi, dồn toàn bộ tâm huyết, may mắn của mình vào đây. Anh Lời đã chia sẻ, anh dồn toàn bộ số tiền tích góp cộng với cắm hai miếng đất được khoảng 2 tỷ đồng để đầu tư chủ yếu vào lan năm cánh trắng thảo nguyên. Vì thời điểm đó liên tục có người gọi điện hỏi và hứa hẹn rằng cho dù giá lên đến 50 đến 70 triệu đồng trên 1 cm vẫn mua. Được bạn bè tin tưởng, gửi gắm, góp tiền đầu tư chung. Anh tìm đến các vườn lan uy tín khắp cả nước để mua gần 1.000 chậu lan đột biến. Số tiền đổ vào vườn lan đột biến của anh Lời lên đến hơn 10 tỷ đồng. Từ tháng 3 năm 2021, lan đột biến bắt đầu giảm giá mạnh, nhưng anh Lời chẳng mấy lo lắng. Bởi với anh, thị trường có lúc lên lúc xuống là điều bình thường. Tuy nhiên, điều anh không ngờ là thảm cảnh lan đột biến mất giá đến cả 200 lần. Một vài cái tên từng làm mưa làm gió trên thị trường, ở top cao nhất như Người Đẹp Bình Dương, thời điểm sốt nhất giá lên đến 2 tỷ đồng trên 1 cm, nay chỉ còn khoảng hơn 13 triệu đồng trên 1 cm. Bảo Duy, giá từ 1 tỷ đồng trên 1 cm xuống còn hơn 10 triệu đồng trên cm. Hay như Năm Cánh Bạch Tuyết, thời điểm cao giá nhất vào khoảng 200 triệu đồng trên cm, giờ thì cũng chỉ còn khoảng 1,5 triệu đồng trên cm. Minh Châu, từng lên đến 150 triệu đồng trên cm, đã giảm còn khoảng từ 200 đến 300 nghìn đồng trên cm. Và lan đột biến Thảo Nguyên, thứ mà anh Lời nâng niu, hy vọng hốt bạc thì giờ giá không đổi, từ 50 đến 70 nghìn đồng trên cm. Vườn lan đầu tư cả chục tỷ đồng của anh rất giá thảm hại. Hàng ngày, dù tiền đã cạn, anh Lời vẫn phải mệt mài chăm lan và canh cánh niềm hy vọng thị trường phục hồi. Nhưng ước mơ đó có thể mãi mãi không trở thành hiện thực vì bản chất của lan đột biến không phải là kênh đầu tư để làm giàu như anh Lời vẫn lầm tưởng. Bộ Y tế, sốt xuất huyết có thể bùng phát trên diện rộng. Kính thưa quý vị, Bộ Y tế dự báo số ca mắc sốt xuất huyết thời gian tới có thể tiếp tục tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gửi Chủ tịch UBND các tỉnh thành,
theo Bộ Y tế, dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố và sớm hơn năm 2021 do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Tại các hộ gia đình, nhiều ổ lăng quăng, bọ gậy không được xử lý, chỉ số mật độ muỗi và bọ gậy đã vượt ngưỡng, công tác truyền thông chưa được đẩy mạnh, thiếu hóa chất trang thiết bị dịch truyền cao, phân tử, phục vụ công tác phòng chống sốt xuất huyết. Trong hơn 2 năm tập trung nguồn lực phòng chống dịch COVID-19, đội ngũ cán bộ y tế dự phòng và cán bộ điều trị chưa được tập huấn lại, đặc biệt tại các cơ sở y tế tư nhân về bệnh dịch sốt xuất huyết. Bộ Y tế dự thảo số ca COVID-19 và ca mắc sốt xuất huyết thời gian tới có thể tiếp tục tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch, kiên quyết không để dịch chồng dịch, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng chống dịch bệnh, đề cao kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu. Huy động các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là các lực lượng cán bộ tại các tổ dân phố, thôn bản và cộng đồng tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Tuyên truyền vận động, hướng dẫn tới tận các hộ dân để có thể người dân chủ động tham gia phòng chống dịch, chú trọng triển khai công tác phòng chống dịch tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực di biến động về dân cư, khu vực có ổ dịch cũ, triển khai mạnh mẽ các chiến dịch vệ sinh môi trường, dẹp lăng quăng, bỏ gậy trên địa bàn ngay trong tháng 7 và duy trì hoạt động 1 tuần một lần tại các khu vực có nguy cơ cao, 2 tuần trên một lần tại các khu vực có chỉ số muỗi lăng quăng, bỏ gậy cao và 1 tháng trên một lần tại các khu vực còn lại, vận động toàn thể người dân cùng tham gia. Đối với Sở Y tế các địa phương, Bộ Y tế đề nghị cần tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch trong cộng đồng, tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong. Cần có kế hoạch phân tuyển, hỗ trợ cán bộ điều trị có kinh nghiệm cho tuyến dưới để hạn chế chuyển tuyến khi không cần thiết, tránh quá tải bệnh viện. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Chỉ đạo triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch, khu vực có nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế trên cơ sở chỉ định dịch tễ, điều tra vector, kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên của đội ngũ cộng tác viên tổ phòng chống sốt xuất huyết cộng đồng, đội xung kích diệt lăng quăng, bỏ gậy. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra và hỗ trợ các địa phương, đơn vị giải quyết ngay các khó khăn vướng mắc trong công tác phòng chống dịch bệnh, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch bệnh. Chuyển đổi hơn 1.000 hecta rừng để làm đường cao tốc Bắc Nam. Kính thưa quý vị, hơn 1.054 hecta đất rừng đã được chuyển mục đích sử dụng để xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. Sáng 11 tháng 7, tại phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, phạm vi nghiên cứu của dự án dự kiến có chuyển mục đích sử dụng rừng tại 7 tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Để làm đường, Chính phủ đã đề nghị chuyển mục đích sử dụng hơn 1.054 hecta rừng, bao gồm gần 112 hecta rừng phòng hộ, hơn 4 hecta rừng đặc dụng, hơn 800 hecta rừng sản xuất, hơn 135 hecta rừng ngoài quy hoạch, 3 loại rừng. Bên cạnh đó, Chính phủ đề nghị chuyển mục đích sử dụng hơn 1.860 hecta đất lâm nghiệp và gần 1.540 hecta đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên. So với nghị quyết 44 của Quốc hội, Chính phủ trình chuyển đổi diện tích đất rừng và đất lúa đều tăng, cụ thể là tăng hơn 28 hectare đất rừng phòng hộ, hơn 285 hectare đất rừng sản xuất và hơn 5 hectare diện tích đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên. Thẩm tra nội dung này, theo chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn nguyên nhân sự chênh lệch số liệu trên. Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, việc thay đổi diện tích đất rừng, đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên là do hướng tuyến giai đoạn đầu mới chỉ là bước nghiên cứu tiền khả thi. Hiện nay, số liệu đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất đã được Ủy ban Nhân dân các tỉnh đo đạc, thống kê, tổng hợp trên cơ sở hướng tuyến nên độ chính xác cao hơn, ông Hà nói. Dù vậy, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát chặt chẽ diện tích đất rừng và diện tích đất trồng lúa hai vụ cần chuyển đổi, đảm bảo tối ưu diện tích đất cần chuyển đổi để thực hiện dự án, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu này. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị khẩn trương trồng rừng thay thế, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trách nhiệm quản lý đối với diện tích đất trồng lúa nước hai vụ theo đúng quy định của pháp luật.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đất trồng lúa của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, 12 tỉnh có dự án đang nằm im hết vì chưa có dự án đầu tư. Ông Thành nói, Bộ và các tỉnh đang trông chờ quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo lãnh đạo chính phủ, sau khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ một ngày là Bộ Giao thông Vận tải có thể phê duyệt dự án đầu tư, từ đó triển khai các công tác chỉ định thầu. Biểu quyết sau đó 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp nhất trí chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên như tờ trình của chính phủ.